Xuân Hồng xin chào tái ngộ đến tất cả các bạn yêu thích cái show Lửa Hồng. Và sau khi cái món xôi khoai mì của Xuân Hồng được phát trên đài truyền hình thì các bạn yêu thích lắm. Các bạn nói ô cái món xôi này bình dân quá, mà bây giờ tôi coi show của cô tôi mới thèm mà tôi mới làm được. Thì hôm nay Xuân Hồng lại mạnh dạn share với các bạn một món ăn cũng từ khoai mì luôn. Rất là ngon miệng mà Xuân Hồng thấy bên này mình có tiền cũng ít nơi bán lắm, mà phải tự tay làm lấy. Đó là món khoai mì trộn dừa. Xin mời các bạn vào bếp. Các bạn thân mến, nói đến khoai mì trộn dừa hay là món khoai mì chà bông thì Xuân Hồng biết nếu mà các bạn mà lớn lên ở Việt Nam hoặc là mới qua từ Việt Nam mới qua bên Mỹ này sinh sống thì Xuân Hồng tin chắc là các bạn không hề xa lạ hết. Nhưng mà nếu mà các bạn mà sinh ra và lớn lên bên này hoặc là qua bên Mỹ từ hồi nhỏ thì chắc cái món này nó hơi xa lạ một chút xíu. Và cái món khoai mì chà bông này là cái món bình dân lắm, ở dưới quê người ta thường hay có bán. Xuân Hồng thấy cũng nhiều nơi bán lắm ở dưới quê đó nha, ở Việt Nam đó. Còn không á, là nhà các bà dưới quê trồng khoai mì rồi sau đó chế biến món ăn cho gia đình ăn. Thì đó là cái khoai mì chà bông hay còn gọi là khoai mì trộn dừa. Mà ở dưới quê người ta bán thì người ta gói vào cái lá chuối, vừa đi vừa ăn ngon miệng lắm. Mà hôm nay Xuân Hồng sẽ cùng với các bạn gợi nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa ở Việt Nam qua cái món bình dân gọi là khoai mì trộn dừa hay là khoai mì chà bông. Mà cái show cooking show của Xuân Hồng đó là các bạn yêu thích lắm là tại vì sao? Tại vì Xuân Hồng với các bạn làm ra được những món ăn ngon nè, những món ăn đậm đà hương vị quê hương nè. Xuân Hồng biết các bạn nhiều khi không có gì xa lạ hết với cái món khoai mì chà bông hoặc là xôi khoai mì. Nhưng mà các bạn bên này cuộc sống bận rộn, lo toan bao nhiêu thứ. Rồi bây giờ coi cái cooking show của Xuân Hồng là tự nhiên sực nhớ lại một cái món ăn, wow, lâu quá bao nhiêu năm mình chưa được ăn. Nhưng bây giờ là Xuân Hồng tạo cho các bạn có cái nguồn cảm hứng để làm những cái món ăn mà lâu quá đã bỏ quên và dĩ vãng rồi. Thì đây là món cái khoai mì chà bông Xuân Hồng giới thiệu ngày hôm nay. Nói đến khoai mì chà bông thì tất nhiên chúng ta phải có khoai mì rồi. Thì khi các bạn đi chợ bên này, Xuân Hồng thấy các chợ Á Châu đều có bán khoai mì hết các bạn. Cũng lạ đấy hả, mình ở bên này cũng sướng ghê, cũng có khoai mì ăn mặc dù ở bên Mỹ chứ không phải Việt Nam. Thì khoai mì người ta bán, các bạn nhớ lựa cái củ mà tròn trịa một chút xíu, đừng quá to cũng đừng quá nhỏ, nó vừa vừa như thế này thì nó bột lắm. Thì mua về chúng ta sẽ gọt vỏ ra, cắt khúc gọt vỏ ra. Và các bạn phải ngâm nước qua đêm, tại vì trong cái khoai mì này nó có một cái độc tố, nếu mà mình ăn nhiều quá là sẽ say sẩm mặt mày. Mà cái gì mà nghe độc độc một chút xíu thôi, mình tốt hơn hết mình cứ ngâm qua đêm đi ha. Thì bây giờ là Xuân Hồng sẽ gọt củ khoai mì ra. À, đây là cái cuốn khoai mì nè, mình bỏ đi ha. Rồi mình cắt từng khúc nhỏ nhỏ như thế này để cho dễ lột, quay mình luộc nó mau chín phải không nè. Đó, các bạn thấy ngon quá phải không? Rồi Xuân Hồng sẽ lột những cái củ khoai mì này ra và ngâm qua đêm. Thì với cái liều lượng của ngày hôm nay Xuân Hồng làm là khoảng 4 củ khoai mì như thế này. Mà Xuân Hồng đã phải luộc sẵn rồi. Tại vì làm cooking show các bạn biết là Xuân Hồng không thể nào mà bắt anh khác quay phim ngồi chờ Xuân Hồng cả tiếng đồng hồ để Xuân Hồng luộc khoai mì. Hay là Xuân Hồng phải chờ nguyên đêm để Xuân Hồng phải ngâm khoai mì qua đêm. Cho nên Xuân Hồng phải làm sẵn sàng hết. Thấy thương Xuân Hồng không nè? Mình phải làm sẵn sàng hết một món ăn đâu đó. Rồi sau đó Xuân Hồng mới làm lại từ đầu để cho các bạn xem. Thì Xuân Hồng bớt lại một củ khoai mì như thế này để làm cho các bạn xem nè. Các bạn nhớ dùng 4 củ hoặc 5 củ tùy theo gia đình mình, nhiều người hay ít nha. Mình mới gọt vỏ, lột vỏ ra. Lột như thế này đây. Đó, mình lột khoai mì như thế này. Xong rồi các bạn là cho vào cái thau và ngâm, bỏ nước thật là ngập. Mình ngâm nước qua đêm, sau đó sáng hôm sau các bạn xả nước sạch sẽ đi. Và chúng ta sẽ đem đi luộc, luộc khoai mì hoặc là hấp cũng được. Nếu mà hấp thì càng ngon rồi, nhưng mà Xuân Hồng thấy luộc cũng được lắm, không đến nỗi phải lách cách đi hấp đâu. Như thế này. Và cái cây khoai mì là một cái cây rất là dễ trồng ở miền quê, ở Việt Nam mình. Mà như cái xô bánh xôi khoai mì của Xuân Hồng đó, Xuân Hồng cũng có nói sơ về cây khoai mì. Mà chút xíu nữa như thời gian Xuân Hồng sẽ cùng với các bạn là nói về cái cây khoai mì nữa. Một cái cây rất là bình dân, dễ thương, ở Việt Nam dễ trồng, nhưng mà lại là chế biến bao nhiêu món ngon để cho các bà các cô thưởng thức phải không nè. Rồi bây giờ Xuân Hồng gọt như vậy cho các bạn xem, rồi thêm miếng này nữa nha. Và nói đến cái khoai mì này á, là mình đã chế biến nhiều món ngon lắm. Ví dụ như có một cái món nữa mà
Các bạn nhớ đón xem cái cooking show của Xuân Hồng. Xuân Hồng sẽ giới thiệu một thời gian gần nhất, đó là bánh tằm các bạn. Bánh tằm cũng làm từ khoai mì nhưng mà có màu xanh màu đỏ đó, mà hồi xưa ở Việt Nam mình đi học mình hay ăn ngon lắm. Rồi đây là những khoanh khoai mì Xuân Hồng đã gọt vỏ sơ qua cho các bạn xem. Bây giờ Xuân Hồng sẽ cùng với các bạn luộc khoai mì như thế nào để cho ngon đây. Chờ Xuân Hồng chút xíu nha. Các bạn thân mến, các bạn với Xuân Hồng đang làm món khoai mì trộn dừa hay là khoai mì chà bông. Thì Xuân Hồng với các bạn đã bóc khoai mì ra rồi, Xuân Hồng có nói các bạn là ngâm nước qua đêm rồi phải không nè. Thì bây giờ là đây là những củ khoai mì mà Xuân Hồng đã luộc rồi. Và Xuân Hồng để nói sơ cái cách luộc cho các bạn nghe như thế này. Nói luộc khoai mì thì ai mà luộc không được phải không nè. Nhưng mà mình nhiều khi Xuân Hồng làm cooking show, nhiều khi Xuân Hồng cũng phải nói đầu nói đuôi một chút xíu chứ không thôi là các bạn lại la Xuân Hồng đó. Đây là cái củ khoai mì ngâm nước qua đêm bỏ vào nồi. Các bạn cho nước ngập mặt khoai mì. Và nhớ phải cho vào cho Xuân Hồng một muỗng cà phê muối nha. Tại vì luộc khoai mà mình không cho chút muối nó không có đậm đà đâu. Cho một muỗng cà phê muối vào cái nồi mà nước ngập khoai mì ha. Các bạn đem lên bếp lửa luộc với lửa lớn. Mà khi khoai mì sôi đó, nước sôi thì chúng ta hạ lửa xuống nhỏ nhỏ một chút xíu. Và khi mà khoảng 15-20 phút các bạn lấy chiếc đũa các bạn xiên qua cái củ khoai mì mà các bạn thấy nó dễ dàng rồi đó. Chúng ta đem ra cái xiên chắc hết nước đi. Chắc hết nước đi. Và tiếp tục các bạn để những cái khoai mì trong cái nồi đó lên bếp trở lại. Và lửa thiệt là nhỏ, lửa nhỏ nhất. Mặc dù chúng ta đã chắc hết nước đi rồi, chúng ta vẫn để cái nồi khoai, bất cứ khoai gì, nhưng mà cụ thể hôm nay là khoai mì, mình để lên cái bếp, mình vặn lửa nhỏ nhất. Để làm chi nè? Để cái nồi của mình bây giờ có chút xíu đọng nước ở dưới, nó rút hết nước đi. Và cái khoai mì của mình nó chín rồi nhưng mà vẫn còn đọng nước đúng không? Tại nó đang nằm trong nước mình mới chắc đi mà. Nó rút hết nước đi thì cái củ khoai của mình nó sẽ nở bung ra các bạn. Nó nở bung ra, nó bùi, nó thơm, nó ngon lắm. Cho nên nói luộc khoai cũng là một nghệ thuật đúng không nè. Nếu như mình chăm chú, mình thương yêu nó. Cho nên đó là cái cách luộc khoai của Xuân Hồng. Cụ thể là khoai mì. Thì đây là khoảng 4 củ khoai mì Xuân Hồng đã ngâm qua đêm, đã luộc cho các bạn xem như thế rồi. Bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ bẻ khoai mì ra. Bẻ từng miếng nhỏ nhỏ và Xuân Hồng cho vào cái mixing bowl. Tức là cái này là cái máy mà mình đánh bột đó các bạn bỏ vào. Tại vì sao? Bên này Xuân Hồng nghĩ là nhà nào cũng có cái máy đánh bột để làm bánh mì, bánh bông lan hết. Cho nên Xuân Hồng dùng cái này cho nó tiện. Còn nếu không á, các bạn cho vào cái thau hoặc cái cối và chúng ta sẽ cầm cái chày gỗ chúng ta giã giã thì cũng làm khoai mì chà bông hoặc là khoai mì trộn dừa được. Nhưng mà hôm nay Xuân Hồng với các bạn sẽ không có giã. Giã thì đơn giản quá rồi, giống như các bà cụ ở quê làm. Hôm nay mình sẽ tận dụng cái máy mixing bowl này. Xuân Hồng sẽ bỏ khoai mì vào đây, cho cái đồ đánh là Xuân Hồng sẽ quay vài vòng thôi là mình sẽ có khoai mì chà bông các bạn. Mà yêu cầu khoai mì chà bông đó là không phải nát hết mà cũng không phải lủng củng quá. Tức là một số miếng khoai mì phải nát ra, một số miếng khoai mì vẫn còn khoai mì để khi mình ăn mình cảm giác được là mình đang ăn khoai mì chứ phải nát thành bột phải không nè. Cho nên mình đánh sơ vài vòng thôi các bạn là có khoai mì chà bông. Và nếu như các bạn không có cái máy này hoặc là không muốn dùng máy này, chúng ta có thể cho vào cái tô, cái thau to rồi chúng ta lấy cái chày chúng ta giã ra. Nó hơi cực chút xíu. Rồi bây giờ Xuân Hồng với các bạn sẽ lấy khoai mì ra. Thì đây là cái khoai mì, những cái khúc khoai mì Xuân Hồng luộc này các bạn thấy nở bung ra ngon không? Và trong cái giữa của khoai mì bao giờ nó cũng có cái lõi, chúng ta phải xé bỏ đi nha. Đừng có lấy cái lõi của khoai mì đó. Tại đây này các bạn thấy nè, chúng ta tước cái lõi này chúng ta dục đi. Tại nếu không á là ăn nó sơ lắm, nó mắc cổ đó. Rồi đó, Xuân Hồng bỏ cái sơ ra nè. Bây giờ Xuân Hồng sẽ bẻ khoai mì ra. Các bạn bẻ từng miếng nhỏ nhỏ như thế này. Để hồi đó mình còn đánh nữa mà, phải không? Nhớ bỏ cái lõi đi. Bẻ làm 2, làm 3 vô đây. Rồi. Và điều quan trọng các bạn phải bỏ cái sơ ở giữa đi nha. Nhớ đó. Các bạn có thể bẻ, có thể cắt ra. Đây này các bạn thấy những miếng khoai mì Xuân Hồng luộc nó bung nó như vậy đó. Và khi các bạn luộc khoai lang, khoai từ hay khoai môn các bạn cũng nên luộc như vậy. Thì khoai mình nó bở, nó bùi ngon lắm. Và từ củ khoai mì này ra mà người ta làm không biết bao nhiêu các loại bánh các bạn. Bánh cay này cũng từ khoai mì. Bánh khoai mì nướng nè. Rồi bánh tằm nè, rồi chè khoai mì, rồi xôi khoai mì, biết bao nhiêu món ngon từ một cái loại củ mà bình dân rẻ tiền ở Việt Nam như thế này. Mà bên này Xuân Hồng thấy đâu có rẻ tiền lắm đâu, phải không nè, ở Việt Nam thôi, chứ bên này cũng mắc cái mồ luôn á. Nhưng mà không sao, bên này các bạn thấy cuộc sống bên này là sướng hơn ở Việt Nam nhiều, phải không? Cái ăn uống không là một cái vấn đề quan trọng nữa, cho nên mình miễn sao mình yêu thích là được rồi. Là Xuân Hồng bẻ khoai mì ra đây.
Các bạn thân mến, các bạn đang cùng với Xuân Hồng làm cái món khoai mì chà bông hay còn gọi là khoai mì trộn dừa. Thì đây là những củ khoai mì Xuân Hồng đã luộc rồi, đã bẻ cho các bạn xem rồi bỏ vào cái tô này rồi ha. Bây giờ bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ qua cái máy sẽ đánh chút xíu, mình dùng cái này các bạn. Đánh vài vòng thôi cho khoai mì nó tơi tơi ra. Còn nếu như Xuân Hồng nói ngay từ đầu, nếu các bạn không có cái máy này hoặc là không muốn dùng cái máy này, chúng ta có thể lấy chày giả giả ra. Giả giả ra giống như mấy bà cụ ở dưới quê đó, cho nó tơi tơi ra cũng ngon lắm. Mà trước khi mà đánh thì Xuân Hồng cho chút xíu đường cát vô để cho cái khoai mì mình đậm đà, phải không nè. Rồi Xuân Hồng cho khoảng nửa muỗng canh đường cát với lại chút xíu muối, khoảng nửa muỗng cà phê muối các bạn, ít thôi đừng có nhiều quá, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối thôi. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ đem qua cái máy và sẽ đánh cho các bạn xem nha, để có cái khoai mì nó tơi ra, nó bong ra, gọi là khoai mì chà bông mà, phải không nè. Đánh chút xíu, mình dùng cái này các bạn. Đánh vài vòng thôi cho khoai mì nó tơi tơi ra. Còn nếu như Xuân Hồng nói ngay từ đầu, nếu các bạn không có cái máy này hoặc là không muốn dùng cái máy này, chúng ta có thể lấy chày giả giả ra. Giả giả ra giống như mấy bà cụ ở dưới quê đó, cho nó tơi tơi ra cũng ngon lắm. Xuân Hồng đã ở cái máy đánh, Xuân Hồng sẽ đánh cái khoai mì này lên. Mình sẽ dùng cái flat này ha, mình bỏ vào đây. Nhìn vào các bạn thấy khoai mì nó tơi tơi bột bột ra đó, chúng ta tắt máy được rồi. Và đặc biệt là cái khoai mì chà bông này, các bạn đừng có quá nhuyễn mà cũng đừng có lụng củng quá, nó mềm mềm, nó tơi tơi nhưng mà phải còn những miếng khoai mì, phải không nè, gọi là khoai mì chà bông hay là khoai mì trộn dừa. Thân mến, các bạn thấy cái khoai mì chà bông của Xuân Hồng sao, nó tơi lên phải không nè. Mà mình không có mất công phải đứng giả ra cực quá, mình cho vào máy mình quay vài vòng thôi. Xuân Hồng không nghĩ 5 phút thôi, chắc 3 phút thôi à. Đến khi nào các bạn thấy khoai mì nó tơi tơi như thế này đó, nhưng mà nó vẫn còn những miếng khoai mì nha các bạn, thì mới ngon chứ phải là tơi hết đâu. Thì gọi là khoai mì chà bông hay là khoai mì trộn dừa. Mà trong này trước khi mà Xuân Hồng đã đánh khoai mì lên, Xuân Hồng đã cho chút xíu đường cát, chút xíu muối rồi. Bây giờ là ăn với khoai mì chà bông, Xuân Hồng để qua một bên nha. Ăn với khoai mì chà bông thì phải có dừa bào rồi, tại cái tên nó cũng nói lên được là khoai mì trộn dừa mà, sao thiếu dừa được đúng không, phải có dừa thôi. Thì đây là cái trái dừa tươi Xuân Hồng mua về, gọi là dừa rám đó. Dừa rám là khi các bạn mua cái trái dừa mà nó không quá đen, tức là cái vỏ của nó còn màu sáng chút xíu, thì cái dừa mình đó nó không quá vàng. Khi mà mình nấu xôi với nấu chè, mình nấu xôi đó, đặc biệt nấu xôi mình bào từ cái dừa rám ra đó, nó béo nhưng mà nó có vị ngọt trong đó, nó có sảm trong miệng. Còn nếu như cái dừa mà cái vỏ ngoài nó nâu đậm luôn như màu đen luôn á thì ăn nó bị sảm trong miệng lắm. Thì nếu mà các bạn có sự lựa chọn mà đi chợ đó, mình lựa cái trái dừa nào gọi là dừa rám, nó không có quá già lắm. Rồi mình về mình bào ra. Cái đồ bào này thì cũng mua dễ dàng các chợ Việt Nam phải không nè. Còn nếu mà không có đồ bào này, các bạn có thể dùng cái nắp bia mình bào ra từng sợi. Thì đây là cái dừa mà Xuân Hồng đã bào ra nè, phải có khoai mì trộn dừa, phải có dừa. Rồi ngoài ra chúng ta cần có gì nữa, cần phải có muối mè, đậu phộng để rắc lên cái khoai mì trộn dừa đúng không? Nếu mà bạn nào mà đã ăn ở Việt Nam là các bạn sẽ nhớ được cái món này, là khi mà Xuân Hồng làm cái món này ngay từ đầu rồi. Dừa bào Xuân Hồng để qua một bên, đây là dừa rám Xuân Hồng để đây cho các bạn xem. Rồi bây giờ Xuân Hồng với các bạn sẽ làm muối mè. Thì đây là muối, đây là đường, rồi đây là đậu phộng, và đây là mè rang vàng. Xuân Hồng sẽ làm muối mè để mình rắc lên cái khoai mì nha. Xuân Hồng lấy cái muỗng canh đây đi. Xuân Hồng dùng khoảng một muỗng mè các bạn. Mà mè này sau khi các bạn mua về, các bạn rang vàng lên, chúng ta xay dập dập chút xíu cho nó thơm. Rồi đây là đậu phộng, đậu phộng rang vàng cũng giả dập. Xuân Hồng cho khoảng 2 muỗng canh đậu phộng. Tất cả những vật liệu này, tại sao các bạn thấy Xuân Hồng cứ bỏ trong những cái hộp thu ngô, là tại vì Xuân Hồng lấy từ nhà hàng về. Nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng là một cái đơn vị bảo trợ cho cooking show của Xuân Hồng. Tất cả những vật liệu đem về đây mà để nấu nướng cho các bạn xem thì đều lấy từ nhà hàng Nha Trang về hết. Cho nên hy vọng là các bạn yêu thích cái show của Xuân Hồng, cũng yêu thích cái nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng luôn, phải không nè. Thì đây là một muỗng canh mè rang, 2 muỗng canh đậu phộng. Xuân Hồng cho vào đây là
khoảng 2 muỗng canh vơi vơi, đừng kép. Tùy theo ý thích các bạn thôi mà thường thường là cho như thế. Rồi nửa muỗng cà phê muối các bạn. Tất cả chúng ta trộn đều lên. Thì mình sẽ có cái muối mè để rắc lên cái khoai mì trộn dừa của ngày hôm nay. Rồi đó, bây giờ Xuân Hồng không còn chần chừ gì nữa đâu. Xuân Hồng sẽ nhanh tay cho một chút xíu dừa vào đây. Khoai mì trộn dừa mà phải không? Phải trộn với dừa. Xuân Hồng cho một ít dừa bào vô nha. Rồi vừa phải thôi, mình phải bớt lại để hồi nữa mình rắc lên mặt dĩa cho nó hấp dẫn nè các bạn. Xuân Hồng cho vào đây là khoảng hơn một muỗng canh muối mè mà mình đã trộn rồi. Nhưng mà vẫn chừa lại một chút xíu, tại vì mình không nên trộn quá vừa ăn. Để người nào người ta ăn mà mặn một chút xíu, người ta có thể tự rắc muối mè lên trên mặt. Và đồng thời là mình khi trình bày ra một cái dĩa khoai mì trộn dừa hay khoai mì trà bông thì các bạn cũng chừa chút xíu dừa, chút xíu muối mè để rắc lên mặt cho nó hấp dẫn, đúng không? Mình chỉ trộn một chút xíu qua đây thôi cho đậm đà thôi. Đó, bây giờ Xuân Hồng sẽ trộn khoai mì đã đánh tơi với lại dừa bào với lại muối mè nè, để cho nó hòa quyện vào với nhau nè. Thơm ngon quá, Xuân Hồng nhìn thấy này thèm ơi là thèm. Một cái món ăn bình dân, một món ăn vặt đó các bạn. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ cho khoai mì trộn dừa ra cái dĩa. Và Xuân Hồng múc khoai mì trộn dừa ra dĩa nha, các bạn thấy nè. Diễn không? Đó, các bạn đánh tơ nhưng mà phải còn miếng khoai mì nha, chứ đừng có nát quá cũng không có ngon đâu. Như thế này đây. Wow, ngon quá. Chút nữa nha. Wow, ngon ơi là ngon. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ cho dừa bào lên trên mặt nè, cho thêm ít dừa bào lên trên mặt cho thêm phần hấp dẫn nữa. Đã nói là nấu ăn là nghệ thuật mà, mình phải chăm chút dữ lắm các bạn. Rồi bây giờ Xuân Hồng cho thêm ít muối mè lên trên mặt nữa nha. Rồi bây giờ là Xuân Hồng sẽ lấy cái nĩa và mời các bạn dùng thử cái khoai mì trộn dừa hay khoai mì trà bông của mình. Một món ăn bình dân lắm nhưng mà rất ngon miệng. Xuân Hồng phải ăn thử thôi rồi cho các bạn biết nó ngon như thế nào, để các bạn cùng với Xuân Hồng nấu ăn chứ, phải không nè. Để Xuân Hồng đi lấy cái nĩa. Các bạn thân mến, thế là món khoai mì trộn dừa hay là khoai mì trà bông của Xuân Hồng với các bạn đã làm xong rồi. Bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy cái muỗng và ăn thử cho các nói cho các bạn biết nó ngon như thế nào. Mà Xuân Hồng tin chắc các bạn sẽ thích, phải không nè. Tại cái món ăn này lâu quá mình chưa làm, chưa ăn, mà món ăn rất bình dân ở Việt Nam. Bên này có tiền cũng biết mua đâu nữa. Xuân Hồng ăn thử một miếng nha. Sắn miếng khoai mì nè, trong này nhớ là có muối mè với lại miếng dừa nữa nè. Đưa lên miệng nè. Ngon quá các bạn. Phải nói là cái xôi khoai mì là Thúy Kiều thì cái khoai mì trộn dừa là Thúy Vinh đó các bạn, không ai thua ai hết trơn, món nào cũng ngon hết trơn á. Khoai mì tại vì khi Xuân Hồng trà, Xuân Hồng bỏ vô máy, Xuân Hồng đánh đó các bạn nhớ không? Xuân Hồng cho chút đường, chút muối rồi. Sau đó cái khoai mì nó tơi ra, Xuân Hồng đem ra lại trộn chút xíu muối mè vô, dừa bào vô nữa mình trộn lên. Rồi mình bày ra dĩa rồi mình rắc dừa rồi rắc muối mè lên nữa. Phải nói một món ăn nó đậm đà, nó thơm ngon. Ngon quá. Xuân Hồng uống miếng trà. Wow, Xuân Hồng không biết tại sao cái món này bình dân nhưng đối với Xuân Hồng nó ngon vô cùng. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha, đã theo dõi cái show khoai mì trộn dừa ngày hôm nay. Đã ủng hộ Xuân Hồng trong suốt thời gian qua, đã ủng hộ nhà hàng Nha Trang là đơn vị bảo trợ duy nhất cho cooking show của Xuân Hồng. Và hẹn gặp lại các bạn với cái show lần sau là với nhiều món ngon hơn nữa. Nhớ email cho Xuân Hồng biết là các bạn ăn cái khoai mì trộn dừa này nó ngon như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.